ចឹងខុសប្លែកពីអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហ្នឹង
đời xa tại nhóm ban long cắt nơi ca cho từ sơ vây toa nắng ngày ban thừa dương nắng chú đang làm pi đầm lái nơi tha bay ở cam nơi sài cam rồi cha hơi đất nông ca đi đá nhóm khơi nhóm sông này nón tha ở vây đây nón ở dương bằng ca bật hiện bật thay nít với phù tha chia ca đắt mà ở đấy hơi nắng trơ tay ăn ở quán chắp bị bên đi tỏ tới cùng ao dương plek luôn tha dương biên sầm bật kê tai tại sở xã từ kê sở xã mình tên dương mình mang biên trong tai sầm bật về từ cặp hoàn sầm nong bồ ráng để trà bên tai sầm bật về từ cặp hoàn sầm nong tùng nơ nhưng hai tham modern architecture nưng cứ sầm bô bài mình tên tai hết ấy ban chia và chia chun khmai mình ao đầm lấy hơi rất tai nong khnhi bằng plan chào trà mình kết pi đầm lấy này cả sạc đầy nắng từ cột sầm bật tập hoa để ban cầu sang nè chẳng thấy ban khnông ở cả muối đài bát tê chấp bốn miên tùng nhẹ tùng non chàng bật tập hiệp chấm muối nè bát tê cam chia khu học sập chầm chàng cứ chầm tới nắng cứ cái ban do bát thiền bát muối chấm bón cứ thập bảy cam chàng hay nắng sầm bật bàn chẳng bề nắng ở cả nắng cứ nắng khnông khai pí chà chà nằm bị bọn buồn ý cư miên lục xa xa chá Hiroshi mà sức mà đại quạt màu bì sạc gọp trở lại tổng chố chà quạt ban màu thơ bật thạc cả tháng nơi sạc gọp trở lại mê công cầm chìa hay bật tọa mặt tiên nâng cư miên lục xa xa chá chà nhà mà ná đại quạt màu bì sạc gọp trở lại tổng chố hay quạt ban màu nâng khai tạm mùi chà không chà nằm lịch chà quạt ban lực tìm mũi đài lục xa xa cha mà sạc cư má quạt bàn nôm dọc mọc ao ý ní sạc khmai chà xe nơi khuyên thăm miền tài ní sạc nơi mê cống chà bập ôn nắng là bàn châu ruộng nông ở cả nông bật miền ngồi sáu sạc đáy nế chà quạt bàn bằng hai nhóm tí xa bây giờ có bay nẹ rồi bỏ chụp bón để bàn tờ riêng nơi ai bà tê bà ràng chà cứ từ riêng tí tháp bây giờ có là bây mà nét đại quạt bàn có sang sản hạt đầy khăn ông ca ở phía vọt bật tế chiến nâng khói sẵn kriêm lục lực tí tí chả cả bất tức quạt mình mến chứ chạy bí tháp bây giờ có đi chả cứ quạt chmúc lương công bùi gì có thế bốn chả nhưng chân đôi khi nha tái gương khơi tha tháp bây giờ có chẳng bây nâng chuôn khí nha nâng bất tế cảm chia dưỡng khói bí sẵn kriêm nâng chà cứ nơi không sống sống máy sống công viên đi dùng đi nhưng khơi thà dừng chặt đá co sang và tiền chìa chà hai lúc ta văn đi vắn chà dừng sông hai quạt độc tá chà quạt ban tờ riêng lơ pí lơ công môi dê đôi khỉa chà nhưng chẳng hơi đôi xa tại kê khơi thà dừng bàn mơ khơi hơi trong cài phần nâng cư miên kê hạ thả vợn chung nguồn pí đại màu pí bật tê chà bón đai lúc tá quạt ban tờ tuồn miên đây thà ở vợ trong cầu nâng kê cờ lệ mơ nơi tháp bài ạ căm khăn ông đồng bọn ả dì dương ní chà bùng miên tháp bài ạ căm ná đài là ô đôi tháp bài ạ căm miên nơi khăn ông sọc khmai tì chân hai bàn kê ai chà lơ bùng lại đồng cao thà văn mà nì văn ní cứ chia tháp bài ạ co đỏ ai nơi khăn ông ả dì chà ná chà dì ạ kê dương ní bề nâng hai đài cơ sai trà cái bàn chồng nâng hai thưa ao y nhẹ sọc trà bờ tây chập bón bị sai cứ nhẹ đại men trùng liền tháp bảy cam nâng quát chập bờ rồng trà hơi khang sát than tốt có quát thưa ca phật đồ ọc ca ní đầm bấy lược đầm lại pi tháp bảy cam khmai trà hơi bản toa mặt tiên nâng cứ lục sa sa trà yam mà ná trà quát ban mau bình nhẹ rồng một chiếc máy tiết cứ nơi nông khai bằng muối chà nơi sẽ còn trở lại nọt tuần chà quạt ban bằng hai nhầm phí ca đặt xong bắt bê tê cập hoàn tổng nơm đi chà xong nóng tổng nơm đi tớ chiếc bê tê cập hoàn triệt chà miền này thà trơ tay thơ bình trí xin ám chốc chiếc bê tê cập hoàn đồng bấy xin á xong bình chô chiếc bê tê cập hoàn phục lộ chà tớ hai đầy bàn chấm à chừng nào đấy bố bố chà
ត្រឹមត្រូវបងអូនចាការឆ្លើយរបស់បងអូនគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់នេះគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សបើសិនជាយើងអត់ថែរក្សាទេមានន័យថាយើងបំបត្តិនៅប្រវត្តិសាស្ត្របំបត្តិនៅស្នាដៃដែលមនុស្សខំបង្កើតមកចាដែលមនុស្សនេះបង្កើតមកដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខ្លួននៅរបស់មនុស្សខ្លួនឯងមិនចឹងណាចាអញ្ចឹងបងអូនយល់ឃើញអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំសូមសរសើរមែនតើណា ຈັ່ງໃຫ້ບ້ານគាត់ນາຍນໍາຫນ່ວຍຄືគេມີຊື່ຖ້າດົກໂກມໍມໍຈາບໍ່ເຈິງສດັບໂຕຕັ້ງຂ້ອຍຕົມບົງພັດຄືຂ້ອຍສະໝານຖ້າຊິພາສາຈັບປົນຈາດົກໂກມີໃນຖ້າຕີນາມໍມໍນັ້ນຄືໃຫ້ຈະປ້າຍປ້າຍສະຣີຍັງແນ່ໃຫ້ພີຍັງແນ່ຈາປន្តែກະປັດຕຶນີ້ວີຄ្លາຍມາປີປຽກກັດ 1 ດາດົກຄິວເມນເທຊັນຟໍຄອນເຊີເວຊັນອໍມໍເດີນມູເມນ ຈາ modern movement นั้นคืออไว้ได้ลูกครูคุณนี่គាត់បានបង្ហាញបាញ់មិញហ្នឹងចាចាមានន័យថាយើងធ្វើឯកសារដើម្បីដាក់បេតិកភណ្ឌទំនើបនេះសម្រាប់ការអភិរក្សចាអញ្ចឹងហើយបានយើងមានឱកាសនៅក្នុងខែ 9 កន្លងទៅនេះចាត្រូវបានខាង Japan Foundation អញ្ជើញចាយើង 3 រូប จ้าได้มีรูปខ្ញុំលោកគ្រូខុននីហើយនឹងឯកឧត្តមភឹងសុភ័ណ្ឌប៉ុន្តែដោយឯកឧត្តមភឹងសុភ័ណ្ឌគាត់មានទូរៈទៅគឺយើងបានប្រតិភូយើងមានតែ២នាក់ចាតែទៅពីប្រទេសខ្មែរហើយជាលើកទី១ទៀតសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរហើយក៏ជាសមាជិកថ្មី១ដែរនៅក្នុងអាស៊ីចាជប៉ុនជាសមាជិកទី១នៃដុំកុំម៉ុកអ៊ីនធឺណេសិនណលបានបន្តមកមានកូរ៉េ ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគេមានបំផុសទៅខាងហុងកុងតៃវ៉ាន់ហើយនឹងចិនហើយនឹងថៃដែរចាមកកើតទៀតណាតែយើងហ្នឹងគឺថាដូចជាថ្មីចាដូចថាកូនបន្តមួយទៀតណាចាអ្វីដែលយើងបានទទួលអត្តបទពិសោធន៍នៅពេលហ្នឹងយើងឃើញថាមានប្រទេសជាង 60ចាដូចជា67ប៉ាឡូចាមិនចាំដែរ ហើយនេះគឺជាសិតតែជាតំណាងនៃតកុមមមអ៊ីនធឺណេសិនណលចាគឺពីប្រទេសមួយមានតំណាងពីរឬក៏៣នាក់ឬក៏មួយនាក់ចាដែលជាសមាជិករបស់តកុមមអ៊ីនធឺណេសិនណលហើយពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាស្ថាបត្យករជាវិស្វករជាអ្នក urban planning ជាអ្នក design ចាជាអ្នកសិល្បៈដែលគាត់ជាសមាជិកហ្នឹងចា ហើយក៏យើងមានឱកាសដែលតាមរយៈចាលោកសាស្ត្រាចារយ៉ាម៉ាណាលោកសាស្ត្រាចារម៉ាស់គូម៉ាដែលគាត់បានអញ្ជើញយើងទៅហើយគាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកគ្រូចាពិសេសគឺយើងគិតថាតំណាងពីប្រទេសខ្មែរមានសន្ទរកថាអំពីស្ថាបត្យកម្មទំនើបរបស់ខ្មែរចាពេលហ្នឹងគឺគេភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើចា តាមរយៈសារទេដែលគាត់បន្តបានឃើញរូបភាពថាតើស្ថាបត្យកម្មខ្មែរទំនើបនោះយ៉ាងម៉េចចាពីព្រោះយើងអត់មានឱកាសបានធ្វើបទបង្ហាញពីព្រោះយើងអត់ទាន់បានចុះបញ្ជីពីព្រោះយើងអត់ទាន់បានចូលជាសមាជិកអញ្ចឹងយើងអត់មានឱកាសបានបង្ហាញឲ្យគេឃើញចាប៉ុន្តែជាលើកទី 1 ដែរដែលយើងប្រកាសថាយើងមានស្ថាបត្យកម្មទំនើបចា នេះគឺជាការបង្ហាញដែលថា paper មួយចំនួនរបស់ប្រទេសដូចជានៅចិនដូចជានៅហុងកុងចាដែលគេបង្ហាញពីស្ថាបត្យកម្មទំនើបរបស់គេយើងឃើញហើយក្នុងឆ្នាំ 1957 ចាហើយគេបង្ហាញអំពី landscape អំពី town ណា planning ចាហើយយើងឃើញថាដូចជាអគារនេះចាមើលទៅស្តៀងនឹង Kia building khmae hai phnai khang khnong bos ke keu mien space mien ay nung keu tha ban kut ko ba jeung meu pi sthapayakam jeung keu phak phai khnie dae cha cha ni keu town ne town planning bos ke cha hai jeung ban lok thrasacha makki ni cha keu chi sah
គេហៅថាកូនសិស្សចៅរបស់លោកកុំប៊ូជេដែលនៅរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសពថ្ងៃហ្នឹងចាមួយវិញទៀតយើងបានមានឱកាសទៅទេសនាភូមិដែលគេអភិរក្សចាបើចំពោះខ្ញុំវិញមិនមែនជាលើកទី1ទេពីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើការចុះសិក្សាជ្រាវតាំងពីឆ្នាំ99ចាទោះបីជាខ្ញុំទៅតូក្យូក៏ដោយទៅនៅតូក្យូទៅរៀននៅវ៉ាសេដាក៏ខ្ញុំមានឱកាសបានចូលរួមក្នុងការសើវេផ្ទះបេតិកភណ្ឌយើងត្រូវសើវេហើយធ្វើបញ្ជីស្នាមទៅសេអំពីលំអិតអំពីព័ត៌មានប្រវត្តិការរស់នៅសំណង់ចាគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីតម្កល់ជាបេតិកភណ្ឌជាតិចាហើយបានគេធ្វើការជួសជុលដូចជាភូមិមួយនេះចាយើងឃើញនៅផែនទីហ្នឹងភូមិគឺមានផ្លូវច្រើនប៉ុន្តែគេបើកផ្លូវមួយនេះដើម្បីថែរក្សាអាគារនេះធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ទេសចរចាពេលដែលយើងទៅហ្នឹងគឺដោយសារតែមិនដឹងថាជា season 1ដែលពុំមានបរទេសមកទេគឺមានតែក្រុមយើងទេដែលភាគច្រើនហ្នឹងគឺសិតតែជាស្ថាបត្យករចាដែលមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយយើងឃើញថាគេបានធ្វើជា model អញ្ចឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃផ្ទះខ្លះគាត់យើងទៅពេលព្រឹកអញ្ចឹងមានផ្ទះខ្លះគាត់បើកជាសិប្បកម្មចាខ្លួនគាត់តគឺផលិតសម្ភារៈទាំងអស់នេះធ្វើពីឫស្សីចាមាននេះគ្រប់សពចាហើយយើងមើលទេសភាពចាគឺ space នៅក្នុងផ្ទះរបស់គេហើយមានជា garden ចាជា landscape របស់គាត់ហ្នឹងនេះអានេះដូចស្រុកយើងដែរអាចយល់ថានេះជាអីទេចាគឺត្បាល់កិនចាជប៉ុនគាត់ប្រើត្បាល់កិនដូចយើងដែរកិនអង្ករចាពិសេសគឺអង្ករតំណាំកោអីហ្នឹងដែលនាំទៅយកមកធ្វើនំធ្វើម្សៅអីចឹងណាចាដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ឈប់ប្រើប្រាស់គាត់ជាការលម្អរបស់គាត់ណាចាមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងបានទៅខេត្តមួយទៀតគេហៅថាខេត្តនៅខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះខេត្តនេះប៉ុន្តែយើងមានឱកាសបានទៅទេសនាសាលាបឋមសិក្សាមួយដែលគេសង់នៅក្នុងឆ្នាំ1958ចាហើយត្រូវបានគេចុះទៅក្នុងបញ្ជីទុកគមមកជប៉ុនក្នុងលេខរៀងទី15ចាសាលានេះមានទេសភាពទីឃ្លាល្អចាអគារមានតែមួយអគារទេប៉ុន្តែមានកាត់ដាច់ជា2ណាដំបងផុតគឺប្រជាជននៅទីនេះមានន័យថារស់នៅគឺតិចដោយសារជាតំបន់ភ្នំកូនសិស្សដែលនៅនេះគឺកូនសិស្សគាត់អាយុ10ឆ្នាំហើយមានសមាជិកតែ6នាក់ទេក្នុងមួយថ្នាក់ចាគឺឆ្នាំទី3របស់ជប៉ុនហ្នឹងគឺដូចថ្នាក់ទី3យើងចាអីមែនសំទោសថ្នាក់ទី6សំទោសណាចាពីព្រោះដោយសារតែតំបន់ហ្នឹងគឺសាលាបឋមសិក្សាសម្រាប់តែប្រជាជននៅរស់នៅតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងកូនចៅសម័យឥឡូវគឺជប៉ុនអ្នកដែលមានអាយុតិចហ្នឹងគឺថយមានន័យថាអត្រានៃកំណើតក្មេងហ្នឹងគឺថយចុះហើយអត្រាមនុស្សចាស់ហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងចា៎ដំបងផុតដោយសារការរំជួយផែនដីដោយសារតែមានភ្ជុះចាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធអគារហ្នឹងគឺវាទ្រុបទ្រោមចាមានខូចខាតខ្លះហើយអ្នកស្រុកចិត្តហ្នឹងគាត់ចង់វាយចោលចាប៉ុន្តែមានចលនាមួយពីខាងស្ថាបត្យករគឺគាត់សនំពោមានន័យថាដោយសារយល់ពីតម្លៃក្រោយពីសង្គ្រាមហ្នឹងគឺគាត់បានកសាងសាលាហ្នឹងហើយស្ថាបត្យករម្នាក់ហ្នឹងគាត់ល្បីដែរខ្ញុំគាត់ឈ្មោះថាម៉ាត់ស៊ឺណេម៉ាត់ស៊ឺមូរ៉ាចាហើយគាត់ធ្លាប់បានទៅរៀននៅអឺរ៉ុបហើយក៏គាត់ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញហើយគាត់បានធ្វើការកសាងចាមានន័យថា
miền ở cá ban cù trà đôi lục tà và nì van đôi lục cù còn nì trắng cứ quạt cù ở kia sầm nón xa thiền nặng chi trồng bòm trà miền chi một tí pet miền chi sờ lá riêng miền chi một đôi sọc cọp hiệp trà miền trai cả lại chứng không pe nó cứ dương khơi tha ôn ai tháng còn tại kia sầm mai chứng sắp hay ấy kê thay đã xa tục đấy trà bên tai dương pe để dương châu từ mơ hàng khnông anh ấy chỉ plong rồi bỏ kế miền bìa kia nó trà hay nâng kia muối kia xong thầm mẩy dương khơi tha quạt ban vô miền đây tha pra nơ rachana sầm pon sầm nón krong pra chia chẳng đáy chà pra chia lẹt cả nạt chớ chà vận tải quạt vô nơi cái hai tha anh tặng sơn nhàn miền đây tha lẹt cả nạt bọc bay nì rồi bọc quạt hai quạt tiên vô phần lừ khnông ở kia đi cùng liệt nắng thông nè bầm mùi mát bên nhung mưa chụp bán nè chà vận tải dương khơi tha phần lừ châu cột còn sông bay tại cam giờ đá cứ kê cú stong đá sầm rạp khmer chà miền đây tha chủng riêng cũng pu cũng liệt ấy nắng cứ nhưng con sông tôi nhưng sông cạn tết phù ấy nhưng mà đang thả nhé phù nhưng mà đây xa ở trong đạp và sa pạt chạm mai cao sớm mai green chẳng nghe này cũng chưa sốc sần vẫn mai anh để thì nhóm trong ấy bà ôn khơi sần cha nhóm bây giờ chưa biển cha dù đại chẳng là cha nhóm trong ấy bà ôn tha hai ấy ban kế thay để xa tháp bảy cam bảo kê mơ bảo kê pi rương sần chăm châu bao dương จ้าจ้าจ้าจังไห้ยังเคยท่าเกี้ยกู้อาเกี้ยนี่สำหรับการศึกษาหรือบอกเขมรจังแต่งกันไหลศึกษาแต่งกันไหลกิจอนุวัตแต่งกันไหลบ่อนอะไรจ้ามันจำบัดปลาเพลิงนี่เนี่ยมีนปูตะมุ้ยจ้าเป็นใต้เป็นลื้อโจมากรุกรอนนี่ฮะจีสนาใดหรือบอกสถาปัตยกรจ้าจ้านี่มวยเตียน จ่านี่ทวมปีเยื่อพายเจียโอนคลาดรอบเขินจ่านี่คือเจสนาได้ดอกบอเกงโซทางเกจ่าเกงโซทางเกนี่กวาดบานอันนี้จะกรรมเตอร์ไฮกวาดคือเจียโกนซ่าดอกบอเรือกุมบุเจจ่าให้ยังเมื่อเพียบเทียบท่าตาวิมินและกันหนักไอ้คลาดได้ยังกลัวจับรองจ่ายังเคยท่าสมน้องบอกกวาดโดยในสตาร์ทยังได้จ่ากวาดปลาปอไอ้เต คือโยเป็นตรงนี่คือเชื้อสะพอนอภิบให้ยังเคยมีนโดยจิตโกนถนอมนะกวาดโจจิตบังฮันสะซ้อโดยหลบตาวันในวันได้จ่าบังฮันเมาต่างดอเต็มดองปัญไตบีเชื้อสะพอนอภิบให้เคยทำมีนจราจรนี่คือเชื้อเกี้ยระบบสลากรงจ่าจังกิตรการสเปซจราหนึ่งใบเถื่อการให้กวาดกู้ ส่งไปแต่ตัวไปกวาดปลาเบ็ดตรงแม่นเป็นใต้กวาดยกลุ่มน้อมตามสถาปัตยกรรมโบราณประกอบจ้านี่โยมองแบบยังเคยทาอัดคอไอปีกุมนัดระบอกดวงตาวันในวันนั้นคือกวาดยกสถาปัตยกรรมระบอกไม้โยมองแบบเลยเลือดสมน้ำตุ่มเลยประกอบจ้าให้นางสเปคขังขนมคือโดยคณียังเคยทากวาดเลือกเจิ้งขังกราวนึกเนี่ยเอาตุ่นเลียนำใบเชี่ย การเทวการตุ่มเนี่ยตุ่มน้องเราเวียงขังกลายมองขังขนมจะให้สับเก๋โดยสาเกตเจี๊ยบจังไห้เก๋พระกันจอดดับใบกาปีกเจี๊ยบจะเป็นใต้โยบันเลยให้ยังเคยนี่เชี่ยหมดได้บกวนจะกำจะได้นั้นจะให้นี่คือเชี่ยสาวประจุจะเกี่ยด เชียร์ซาวสมได้สลับปะหรือโกเซนเนสเซมเซนให้ยังมือและกระนั้นเกปลาหลุมห่อให้นั้นสมระบบต่างอันนี้คือเนื้อซอตั้งปีเป็ดได้เกี้ยวกับเกียร์นั่งจ้าจังปีชนะมหาสมบัยเมาส์แมนติดชนะไหมเนี่ยจ้าเลี้ยงอะไรยังตลอดมาสับขมาเยิ้งบินจ้าจะบ้าเชียร์ มีนบอดเด็กคลาสเซอร์ด้วยกับโอนคลาสอัดเอาสำนาวใช่ไหมฮะเฮ็ดไอ้ยังจำไปตือไทยเดซ่าอัปเปเรตเป็นติดกับพรตุ่มเนื้อสำนองตุ่มเนื้อเถอะไอ้บ่อยยังมีนประสาทลองเชียงบุญปวนให้ไทยเดซ่ามันตั้งกรุบจงโจรยพ้องอัดเกิดจังไอ้
cha miên chra nó nè sập ngay nơi tí ní dân khơi thằng cố bà yoan cố vót bà yoan bàn tờ chìa đồng bàn bà châu con đồng bàn bà tích phòn phục lột bên tay xong bộ bà cúc đồ chìa nơi phụ nông chung ngô với nấm ở tên nè toàn nơi nơi lào gì đôi nơi phụ nông chung ngô ấy đôi chìa chung ngay bì ca à phê rẹ mình tên cha hay đôi chìa nơi phụ nông chong nơi phụ nông thật tung cha kệ đạc cái bật vô này xì móng á nè cái vô bọn tu thơ mò đầm bay vô thơ xì móng nó thẹp bà sát mò hơi chà ní ní ớt ấy bên tay bà sát tật tung nó cứ nó xoay tay mà phần này à tờ bố nó trọng thẹp mò tiết á nè chà khi mặt bàn bằng hán chà hay ní cái chìa thể phản phục lộ bò dương đá chà hay dương mình mấy miên ta thể phản sầm nón bồ rán này miên trắng lùm nơi than miên tầng vọt ở rám tiệt đôi chỉ vọt đi dương khơi như tầng bị chăn ấm sam bay nè chà mấy bắt đầu bóng cứ nơi công phong thống chà phong vọt nọc chúng nè à kia pi chuan chà dương khơi tha miên ra chân áo vọt khá phong lùm nón đôi chỉ à nà ni cúng có phân tay bóng pẹ nơi nè tha bay ở cằm khmai chà còn là cái thứ cái chặt này dương khơi cầm rá lắm nè cầm rá cứ nơi nông chờ ấy là lái bên tai còn là cái cá cà rô đôi bia nơi cái nông trung vinh ra thằng mày chả thằng mày nào đi cùng chứ chả đôi vọt đi chỉ đám chả vọt đi chả mình té nè từ số chớ chả hay chớ nước sắt đây nít chất anh đã anh dân hai tha crop anh sầm bọt chóng anh chả lỡ sầm ta lập bay tật ở hai hay dân khơi tha bị đám cứ tha bay cắm còn bèn cù tay sầm nón ở kia đấy còn cù tem xong phải đẹp prapra nấy kêu sầm hà rồng mấy nấng bồng pẹt nấy nóng ở kia nằng dân nấng ở lỡ ở thế miền ấy miền thay mấy nhà tình máu đặt bập nấy mặt khoa hướng màu hướng ấy ai xì nằng ní đấy ai ta tham mấy thùng nước chà miền lưới chẳng đặt màu đấy của bạn ắt bạn kết một tí sầm nắng bạc luôn spay bạc luôn ta vì xong nâng xong phải đẹp prapra nâng xong nâng ngạc kia xong nâng plong bao dương thế ắt bạn kết sao chà mình khoa hết đấy về tệ cập hoàn khả máy đôi nít mình mèn tích chân ám á nè chà xong bay tay sạch bà rắn quạt bà cô bà kên mà oi bà cô ná chà xong đạch ớ có bân tay đi có chia bà tích cập hoàn mùi này đôi chân nằm bì bòn buôn rồi có bì bòn bà mối đây chà chông nâu nâu tục nâu cả lại nâu nâu lào nè hay mà lông nâng mà phâu nâng cứ à tây tạ cô chỉ nên tham cháu phải già vận tải về đại khi nhom đời riêng nâng nhom thọ ban từ sơ vây đá ở một phép nhom hay sơ vây miền cồng đấy vận tải khi nhom thọ ban châu đại hay khi nhom mình chăm thế tha thật là khi nông để vô cái tha được cô mình tì na để trả cả nâng sất tai thị trả chè kia ruột hay à kia mối tiết nơi một quạt một tống đại là ở dương khơi ta cái quạt là bóng hay cái phía diêm cũng ai khuyên là bọn nào có cái không print này nè print rụt như tự đá nè để sự việc bị sập khám ai dơ nè tự bằng chất nè nè vì muốn nó ngạc kiên sản bèn tèn chia à tây tạm mình đi tây sự trò chà vay chào làng riêng mòn hay ạ thưa ấy tầm ọ chà muốn vay cháu bởi sân chia ban thơ chia mổ đơ đưa cổ sơ vây túc nè mình đang chia đi phần ná nè chà chà dân ở trong dây bì hướng cả áp rẻ sắp ngay dân miên bà tịch phòn phục lúc đại miên bà tịch chiên đọc bàn cầm bông tài thơ nơi sắp mai dân đấy dân khơi đôi nơi bạc khai chà bạc buôn đặc cao chế đam nâng chà nơi ổng cố vót chà nơi bà gión hơi cái miên ở nhà thu hợp xa đá bàn bần đồng bần đá vẹt tà ní nâng đồng bây sắp tay sắp bà giặc cò nì thật bây giờ có đồng bây riêng bí bà chạy kể tế bí bổ rán cái xong bà xa chẳng mệnh chà
dương pra ca bằng hấp cứ nâng dạng mệt đời xa tại dương vô làm pi ca bằng hấp cứ pi sợ mai bồ ra nâng dương à phải chụp bắn cái dương cho một pra bình đẳng đài vua bà sa dương chiêu một pon chín năm ấy dạ làm một pon chín năm là chiêng tiết đấy hay đến nơi chờ chờ bán hay đà lùng bạn nó cứ đời xa viên miên bắt tập phu chỉ tran bắt phu thua mà chiết bắt tập phu mà nốt nét là từ vừa tại bữa sinh chị dương pra viên cho là hốt hay thay là sao biết hai chị mình rồi lùng thì nè dạ dạ đi dương mưa pi sầm bồ phật cúc dạ đời xa tại khi nhom thưa ca nơi tin nốt hay đời lái xa sầm bồ phật cúc nó cứ phơm pi ắt không pi bữa sáng đang đồng bọn cố để phơm pi thọ phu rồi còn thọ bài kềm chẳng bữa sinh chị quạt lẹ bạc màu hói cứ bộ bạc rồi còn lại đại quạt với nhé chà ní cái ca mũi đại dương bàn rờ mà đông cái này ní đại sa tại đông nắng cứ về đại dương rờ tới dương a dương đằng xạ nam thà tí ní cứ trời bàn kế chua chul chà pi sơ mai bồ ràn hay chẳng hay rồi viên ật chà ní ật đám hay nằng ật thamay để quạt attention bà quạt nắng extension bà quạt nắng cứ vi ật khăm cái này hay chẳng vi trời rồi lục màu nè mà đông nắng cứ rồi bà kế thamay thèm bà kế ní cái chà chúng dân thưa ca chùa chùa từ bình tam rẽ xa thưa mấy rẽ xa là phiệp đàm chà ai bàn trần phật dân chưa diêm do ắt chắc đại chu pi lơ rồi bỏ ắt xa nắng do máu pra là quỳnh chà hai đấy bàn dân do mọc pra trong nói khác khơi thưa mấy đại xa tay ra chân nào sầm phòn ấy bà sơn chìm miệng ăn miếng cả lại nít đấy có ăn ai co viên lan từ lợn bàn đây, chả hai đôi bàn mánh cứ cả lại nít cứ bao nhiêu chả bàn tay bà sơn chỉ dương ăn riệp ôm nâng té cả lại nít có dương ăn ai xong lan bên chỗ bàn, chả ắt đầy dương rơ máu da sầm tốt chia dương rơ chia sợi tọp hai dương dầu mọc chua chua hai cùng, chả bà chụp bắn cứ đôi chân này nè chân ca càng nghe đi cứ mình ai thừa đòi đôi sầm nắng thong mây bàn thế, chả dân từ lọ mau mưa bật tay gặp hoan tùm nở bình, chả nít đè váy đẹp ôn tận tầng trong đầm chả, khi nhom này giấy đầm bay ở phía đặt xã chop sạch đường khnề bị rút, mình đai khơi toàn khơi thang sạc cam mà phim này ca chôn chôn bật tay gặp hoan tùm nở mít bàn thừa đòi pho là lao thế, chả miền tài mua chủng nuôn đấy đại kê ao đầm lấy pi tháp bay là cam đầm nở mít ban kê thưa ca chồi chồi chà bò lôn tua tiết đấy nhà cứ nè ná phiền chán cứ bò được thế mình men chỉ không ai chết ai để chà đại xa kê vô lòng pi đầm lấy tháp bay là cam nâng chẳng hay kê chung ca kê chua mong bò chua mong đấy chà đang bay cùng ao vai chào, nè cứ khi nhom sông chua, nhom sông chua chua lại khi nhom do viết màu cay chân này, pra lang bình, chả. Nãy chiều kia ho môi là ó, cứ đang trong khay cầm bớt, chả. À nãy cứ chia robot nấy à kia chả, chả nãy cứ chả chừng kề, đa âm mòn. Bên tai nãy tham mây vậy, gật đầu bộ uẩn, chả nãy cứ tham mây tiệt, nãy cứ tèn phe, khiến, chả cứ tèn phe nè. Chẳng nơi chất ní cứ pi là vén, cứ trời ban vầy. Chà quạt cứ quạt đọt đố, và nơi kìm mơ về chùm hiếng. Chà cứ miên pi là vén, ní cứ vầy chào. Phần tay đòi xa tay, nơi tình nốt cứ miên. Chà, ông ca rồi bò, quạt chân chết bà ráng. Cứ kê ban thưa ca, phì rẻ hơi cú, kia nắng ai quạt, ai thưa tam đôi cùng rụt đàm. Chà. Đói xa tay dần mấy dân khơi tha ra chân nà xâm phoan rồi bỏ xâm nón nâng cứ việc phòi, việc bốc phòi chẳng quát thơ nó không phải chạy cái tê tùm nớp chia bê tông chà dừng pra tay pra bê tông à mê nâng bên tay ai cũng rù nâng cứ kẻ xa nơi một đào chà hay dân khơi tha quạt bàn xong làng vĩnh bên tay sẽ đài đáy nhau mặt bàn mờ à kia đài kê xong ruột nhé chà đi chia ở kia mùi đá để dừng khơi tha miên tràn na tai nhung còn tàn lược của tia ho mỗi pi bay giờ mọc prate chà
អាគារនេះយើងឃើញថាសម័យកាលហ្នឹងយើងសង់ដល់3ជាន់ចា៎ហើយយើងមើលលក្ខណៈស្ថាបត្យកម្មសោភ័ណភាពយើងហៅថាលក្ខណៈសិល្បៈណាក៏ពិតចន្លោះនេះក៏ពិតគេបើកទេបើកចំហដើម្បីឲ្យខ្យល់ចេញចូលប៉ុន្តែពេលដែលមានការប្រើប្រាស់នៅសម័យកាលក្រោយហ្នឹងគឺគាត់បិទអត់ចា៎ក៏ប៉ុណ្្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្នុងអាគារហ្នឹងគឺមានខ្យល់ចេញចូលហើយមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ចា៎ហើយយើងឃើញថាគាត់ប្រើជាលក្ខណៈបេតុងហើយក៏ប៉ុណ្្នឹងរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺនៅរឹងមាំល្អតាចា៎ប៉ុន្តែគេទុកឲ្យវារលំដោយឯងណាចា៎នេះអាគារមួយទៀតដែរគឺនៅពីមុខវាលប្រមេនហើយគេដាក់ថា for sale អូខេចាមិនដឹងថាលក់អាគារហ្នឹងឬក៏លក់ដីចាហើយសប្ដថ្ងៃហ្នឹងគឺភោជនីយដ្ឋាន FCC ហ្នឹងគាត់ជួលតែខាងក្រៅនេះឯងគាត់ជួលខាងក្នុងឯងគឺគាត់ធ្វើជាពេលល្ងាចហ្នឹង dinner ហ្នឹងគាត់ប្រគំតន្ត្រីអីចឹងទៅគាត់ line up ទៅចាក៏ពិតបរទេគាត់អត់ដឹងថាខាងក្នុងហ្នឹងត្រូវបានគេអត់ប្រើប្រាស់ទេចាតែភ្ញៀវមកអង្គុយក៏អង្គុយតែក្រៅណាហើយសួរថានេះជាសំណង់លក្ខណៈជាគេហៅថាសម័យអាណានិគមក៏ប៉ុន្តែវាជិត100ឆ្នាំដែរហើយណាក្នុងច្បាប់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ហ្នឹងឲ្យតែសំណង់ជាង50ឆ្នាំឡើងទៅគេចាត់ទុកជាបេតិកភណ្ឌចាជាសំណង់បេតិកភណ្ឌណាចានេះបាញ់មិញលោកគ្រូក៏គាត់បានបង្ហាញដែរចាហើយនៅទីនេះខ្ញុំសូមណែនាំសូមងើបឡើងអូនចាអូនខនសុខៀងគាត់បានរៀនស្ថាបត្យកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាហើយពេលដែលគាត់ចិត្តចប់ហ្នឹងគឺគាត់បានទៅធ្វើការជាមួយនឹងខាងអង្គការសមាគមជាងថ្នោតចា៎ហើយគាត់បានចូលរួមក្នុងការចា៎រៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាជននៅអាគារ building នេះមានភាពប្រសើរឡើងចា៎បាញ់មិញក៏យើងបានដឹងហើយថាលក្ខណៈល្អនៃអាគារនេះណាចាអាគារហ្នឹងបច្ចុប្បន្នគឺមានប្រជាជនរស់នៅហ្នឹងជាង300គ្រួសារដែលគាត់រស់នៅស្របច្បាប់ប៉ុន្តែខាងក្រោមនេះគឺរស់នៅអត់ស្របច្បាប់ហើយគាត់កាប៉ិនហ្នឹងគឺលហលហេវទេសម្រាប់ឲ្យមានលំហសម្រាប់ការបោះសំរាមការចតឡានណាការទុកដាក់សំរាមមិនបោះចោលសំរាមទេទុកដាក់សំរាមចាប៉ុន្តែក្រោយមកគឺមានបងប្អូនដែលគាត់មករស់នៅចាគាត់ចាប់ហើយគាត់ធ្វើទៅជាបន្ទប់ហើយបន្ទប់ហ្នឹងគឺបើតាមខ្ញុំឃើញហ្នឹងគឺថាបិទគ្មានខ្យល់អាកាសចេញចូលទេចាគាត់កើតទៅជាសំណង់រឹងដែលមានរៀបជាជញ្ជាំងថ្មចាហើយឃើញថាសម្រាប់ខាងក្រោមហ្នឹងគឺពិបាករស់នៅប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅខាងលើគឺគាត់មានលក្ខណៈចាធម្មតាហើយយើងឃើញថាក្នុងការធ្វើចលនាដើម្បីការរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពនៅក្នុងអាគារនេះចាបងប្អូនសហគមន៍ដែលគាត់រស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺបានសហការគ្នាចាគេតាមរយៈអង្គការធានថ្នោតចាឲ្យមានការកែប្រែចាមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើជាសិក្ខាសាលាហើយគាត់រៀបចំផ្នែកខាងលើដែលកាលពីមុនហ្នឹងគឺមានបាសាំងទឹកប៉ុន្តែបាសាំងទឹកនេះគឺអត់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ទេដោយសារតែខ្ញុំមិនចាំឆ្នាំទេខ្ញុំបានជួបអមស្រីប្រហែលជាគាត់បានអញ្ជើញមកដែរចាដែលគាត់ជាប្រធានក្រុមទី1នៅក្នុងអាគារនេះហើយដោយសារតែបានតទឹកចារត់មកហើយបាសាំងនេះគឺត្រូវអត់បានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាធ្ងន់ផ្នែកខាងលើហ្នឹងហើយមានជំរាបទឹកហ្នឹងគឺគេត្រូវបាយចោលហើយរៀបទីកន្លែងហ្នឹងឲ្យទៅជាកន្លែងមួយដែលចាសុំទោស
ឲ្យទៅជាកន្លែងមួយដែលសម្រាប់ក្មេងចាអាចមកលេងនៅទីនឹងបានអាចប្រជុំគ្នានៅលើនឹងបានចាអាចមើលទេសភាពជុំវិញនឹងបានអញ្ចឹងអ្វីដែលក្នុងក្រុមធៀងថ្នោតចាគាត់បានធ្វើការជ្រាបចំហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យសហគមន៍ចាបងប្អូនដែលរស់នៅទីហ្នឹងគឺបរិច្ចាគបដិភាកខ្លះដើម្បីធ្វើការរៀបលៀបចាខូរីដរហ្នឹងឲ្យវាមានពន្លឺចាតែយើងឃើញថាបងប្អូនជាជនខ្លះគាត់ផ្ទះខ្លាំងគាត់ដាក់សម្ភារៈគាត់នៅតាមផ្លូវចាមានជាទូមានជាអីចង្ការអ្នកខ្លះដាក់ចង្ក្រានបាយជាដើមហើយយើងឃើញថាចាស់ចាស់ដែលគាត់រស់នៅទីនេះតាមខ្ញុំបានសម្ភាសន៍គាត់គឺគាត់រស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1979ចាពិសេសហ្នឹងគឺអ៊ំដែលគាត់ជាផ្នែកខាងក្រសួងវប្បធម៌ចាជាបុគ្គលិករបស់ក្រសួងវប្បធម៌ហើយយើងឃើញថាផ្នែកវប្បធម៌នេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ណាស់ដែលតាមពាក្យស្លោកយើងឃើញថាបើសិនជាវប្បធម៌រលត់គឺជាតិរលាយហើយហើយអញ្ចឹងគឺពួកគាត់គឺជាអ្នកត្រួតត្រងនៅវប្បធម៌ជាតិនេះឯងហើយតាមខ្ញុំចាំពេលនៅក្នុងឆ្នាំ1994ចាឬ93ខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ទេពួកខ្ញុំបានទៅ survey នៅអាគារនេះចាហើយក៏បានចូលទៅផ្ទះលោកអ៊ំដែលអតីតឪពុករបស់អ្នកនាងមេកែងពេជ្រតាចាផ្ទះបងប្អូនបន្ទប់របស់គាត់តែម្ដងគឺពួកយើងបានទៅធ្វើគុំប្លង់ចាដើម្បីសម្រងទុកហើយយើងឃើញថានេះគឺជាការរួមចំណែកប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់ចាគាត់ថាការរួមនៅរបស់គាត់គឺងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ចាគាត់មិនចង់ចេញទៅណាទេពីព្រោះគាត់ចាមានទីកន្លែងដែលអាចងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ផាសុខភាពផ្សារក៏ចិត្តមន្ទីរពេទ្យក៏ចិត្តចង់ទៅមុខវាំងឬក៏វាមានឯករាជ្យក៏ស្រួលចាសម្រាប់គាត់គឺការរស់នៅរបស់គាត់នៅទីនេះគឺគាត់រស់រហូតដល់គាត់ស្លាប់តែម្ដងចាយើងឃើញថាវាមានករណីខ្លះចាពិសេសនៅផ្នែកចម្ដាលដែលយើងឃើញថាអាគារនេះម្លុកអាគារហើយនឹងម្លុកចម្ដាលនេះគឺគេបានសង់ដាច់ពីគ្នាហើយពេលដែលមានភ្លៀងមកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានសំណើមនៅកន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យផ្នែកហ្នឹងគឺវាមានភាពសើមហើយពុកផុយហើយធ្វើឲ្យវាច្រេះទៅដល់ដែកអញ្ចឹងពេលដែលដែកហ្នឹងច្រេះទៅគឺវាចាប់ផ្ដើមផ្ទាត់មកគឺផ្ទាត់ទាំងបេតុងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នចាយើងកំពុងតែលេបត្របាក់នៅ landscape ចានៅទីឃ្លីរបស់ start ដែល start សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចាគឺជាទីកន្លែងដែលមនុស្សទៅធ្វើកីឡាចាទាំងព្រឹកទាំងយប់ទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចណាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចាខ្ញុំមិនដឹងបានទៅនេះទេណាមានអ្នកទៅរងមានអ្នកទៅធ្វើកីឡាគ្រប់សពចុះហេតុអីបានយើងមិនយកការចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានហ្នឹងសពថ្ងៃគឺមានបងប្អូនប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅផ្នែកខាងនេះណាចាដែលនៅខាងត្រើយមកខាងទៀតហ្នឹងគាត់ថាមានអារម្មណ៍ស្អុះស្អាប់ពីមុនធ្លាប់មានខ្យល់បក់មកអត់មានអីបាំងបើឥឡូវហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថារឹតតែស្អុះស្អាប់ថែមទៀតវាមិនមែនស្អុះស្អាប់តែរឿងអាគារផ្ទះរវែងរបស់ខ្លួនដែលបិទជិតឈឹងណាចាខ្លាចមុខចូលខ្លាចធូលីចូលក៏បិទកញ្ចក់បាត់ទៀតអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយមួយទៀតហ្នឹងគឺប្រជាជនហើយនឹងការប្រើប្រាស់យានយន្តណាកាន់តែណានតាំងតាំងហើយយានយន្តគឺបញ្ចេញកម្ដៅបញ្ចេញផ្សែងចាហើយម្នាក់ម្នាក់ពេលព្រឹកពេលល្ងាចហ្នឹងព្យាយាមទៅដកខ្យល់អាកាសទៅហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អប៉ុន្តែយើងអត់គិតពីសារៈសំខាន់ហ្នឹងទេណាខ្ញុំនៅពីតូចខ្ញុំក៏នៅភ្នំពេញដែរហើយខ្ញុំធ្លាប់ចាមកកាពិតខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានរៀបអពីពៀនៅមេគង្គហ្នឹងដែរណាស្គាល់មេគង្គនៅពីខាងត្ប
công sẽ là bạn tuấn chà lớn cái cây trên này từ chị ấy xé nhé nè nhóm ban bong xây nhóm bia 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 nè nắng hay nơi vì cái lại nhà kia cái công là xong nè chà công là xong nó cứ biến đi kia muối đại ai cho cái bà hoàng bàng chà dương khơi đi kia nó cứ dương khơi tha ai đặt một nước ban tràn toàn nè bên tai đại sa khơi thật đây nó tụng nếp pê chà cô vô bài chứ tại sao bao giờ cứ công tốc ở đây tầm này chà chân ca đại dương cứ vừa chân cứ dùng click kết âm phí nè bên này thằng landscape chà robot à kia nâng bao giờ kết tập đi xong hay kết tập đi bằng ca nà kia cứ thưa ao ca cọ stair roti chấm nọ đặt khơi nhé chà dùng bằng ca ấy để thay nơi con ông ti cả lại bị chôn chôn để cái miên hao nấm chà nấy chia bị chạy cái tên muối hai chia town planning rồi có urban planning quật cất đâm chia dạng mà chứ nè chà dương khơi tham mới đôi lục khu quạt miên bờ xa chứ nghe cái đó về liền đong đong chứ cứ tập đọ hay ti cả lại mới mấy con mà lên tập hồ chẳng tới chà hay dương khơi thả kia chẳng on ý miên ca song thám chà bên tai mà nướng nắng đôi nơi con kia đi muối con tai mục nghìa này ca pra pra nắng nè miền cái hạt tay khoản đồ miền cái lên tên đi miền sợi cho nó nơi con kia muối nè chà ngày nào xả là bong từ mớ nè xua thật ta bởi chia chôn dương thập ngay nơi con krong nè rô ti cả lại ngã đập bay thơ cái là ở bàn là o tới nè rồi thằng ấy mục tăng bần đau mục vang xuân cho bài nè sắp tay pinh cọ con ta hài chà cứ sầm không tham biên cái lại nâng ai nè ta lỡ và sân chia dương kết tha cái lại nâng ở sầm khán ta viền tơ tơ dạng mệnh ưu tiêu hoa chạy sẵn ái nơi nơi xìm bà riêng bà còn nơi cổ phong thông chân trọng biên start nơi khổng khổng bần tay bê đại kê dô start tới chân ái nè mà nó ở tam tơ tê có tha chân ái bê bà bì muốn nghiệm phép đỏ chả tầm mơ kì toạt bà tầm mơ ấy chân á nè đó là cái tháng chân ai bê đào bê mình cảm thấy ít lại màu vinh ăn sợ vật là phiếp tiền chà dân khơi tha ca pra nó cứ sống bộ bại mình tên nấy hay tên à kia tiệt sao mà anh mấy kìm chà dân khơi tha mình không bị sắp bài ạc có nơi bà tê chụp bọn thế nơi sống máy cả nó đôi khí nấy bà bọn bà hồ tập ấy bà quát đôi lục ta quát dọc lùm nóm nấy sầm nóng và san cô vót nè chà từng mưa tô từng cô vót nè chà mình không lại bị khnê thế hay ở vây đầy quạt thơ vơ ní đôi đài ở vây nơi khnông sầm máy ca rồi sầm kìm lột nắng đài nơi khnông bật tê đôi chì bật tê chụp bôn bật tê xem xây tiết đài quạt thơ đài chà nè cứ quạt ọt ở lời kê liếp bò liếp ấy dường khơi thập biệt lại nè bần tay cái hai thả tạ sinh nhán đau nó cứ cái ắt giờ ấy mà liệp về chà po bọ kê nó cứ chịu sập hoàn là phiền phải nhá hay dừng plek nhá khơi nhờ riêng sờ lọ đòi xa tật plek ngay chân tới chà và liệp bọ quạt đó nè chà cặp bứt bởi sân dừng sầm ắt slide đang tranh tới ắt ấy đi chà hay dừng khơi mờ tia nít tia cùng rù đau sập sạt ở toàn miền cài chân này đi mình thấy dân khơi thật tiệt mà rồi khó nón á nè dạ ờ sở máy đưa cho chân nằm phải sắp cài sắp nắng quạt đầu mà màu đỏ nế mà màu tiết nế đặt khăn cào nắng quạt nế bật chật chân tới thay quạt vẹt cái trọ chân tới đồng bây quạt đạm xương thật chạy chân á nế dạ ờ bởi vậy tới học bởi dân mơ phiêu khóc nế nế để chia tùm lọc cà ruột nơi bọc mái hay khơi thật tẹt tầm mùi nắng hay khơi nơi xò cà ruột nơi nắng đôi lại cả nặng đồng chà hãy có miên tẹt đê chè khôi chào tớ nế chà nhóm cơ thao nhóm bàn xùa dây để quạt nơi chật nâng đáy tha kì ạc hồn thử ấy nế nhóm thao bà sân chìa nhóm miên biệt sân áo miên thạc bị ca nhóm chăng nhé xong hay chua vợ đôi đàm mình chà ta hãy bị pru tham đại khôn nâng cứ cướp cron sản phẩm cà rôn nơi mùi cua sá, chả đại miền sơn mài chắc ta làm nẹt chớ, chả
ចាលមមសំរុំចក្រានបាយគាត់នៅខាងក្រៅនេះហើយចក្រានបាយគាត់មិនធ្វើឲ្យមកឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងផ្ទះខាងក្នុងទេណាពីព្រោះទំនាប់របស់យើងចក្រានជើងឆ្នាំងនេះថាវាមិនសូវស្អាតណាចាំដល់ពេលហើយលើកម្ហូបមកទទួលភ្ញៀវតែម្ដងណានេះលក្ខណៈល្អចាហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺហេតុអីបានក្នុងឱកាសនេះចា គៀងកោប្អូនៗដែលជានិស្សិតចាដែលទូបីជាអ្នកដែលពុំមានជំនាញខាងស្ថាបត្យកម្មក្តីចាដែលឮថាមានប្អូនរៀនភាសាបារាំងចង់ឲ្យប្អូនបានយល់ហើយនឹងចូលរួមចាគ្រប់គ្រងនៅការថែរក្សាបេតិកភណ្ឌទំនើបចារបស់ខ្មែរដែលបរទេសគេសំឡឹងឃើញថាវាមានតម្លៃហេតុអីយើងសម្បូរបែបពេកទៅយើងអត់ឃើញតម្លៃ បេតិកភណ្ឌហ្នឹងចានៅក្នុងសិក្ខាសាលាដែលយើងបាននៅទៅចូលរួមហ្នឹងចាយើងមកវិញនេះគឺបេសកកម្មរបស់យើងគឺយើងចង់បង្កើតដុកគូមមកកម្ពុជាចាដែលផ្ដើមចេញពីបងប្អូនពីអ្នកជំនាញស្ថាបត្យកម្មពីអ្នកវិស្វករចា ពីអ្នកអឺបានផ្លានីងណាដើម្បីចូលរួមគ្នាដើម្បីថែរក្សាបេតិកភណ្ឌនេះចាតទៅមិនមែនរបស់អស់ទាំងនេះកើតឡើងដោយគ្មានតម្លៃនោះទេការដែលកសាងអ្វីមួយគឺយើងប្រើថវិកាប្រើប្រាជ្ញារបស់មនុស្សបានវាកើតទៅចេញជាសមិទ្ធផលនឹងឡើងហើយយើងគូកោតស្នាប់ស្នាប់ស្ងាយណាដូចជាស្តាប់នឹងជាដើម ចាពេលដែលយើងចូលទៅអង្គុយក្នុងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ល្ងាព្រោះឯងវាទៅជាក់ជាងម៉ាស៊ីនទៅជាក់ទៅទៀតណាចុះហេតុអីយើងឃើញថារបស់អស់ទាំងនេះដែលគាត់មិនប្រើធម្មពលសម្រាប់ប្រើក្នុងការឲ្យវាបំលែងឲ្យវាទៅជាក់ផងណាប្រើខ្យល់ធម្មជាតិសុខស្អាតយើងឃើញថាការដែលគាត់បានគិតហ្នឹងមានពន្លឺមានទឹកមានខ្យល់ จ้ะมีตีเคลียร์นั่นคือนี่คือเจียปรัชญารบมนุษย์จ้ะสมัยตั้งโกวัดก็จังได้ยังกึดทาก็อุดก่อสร้างโกวัดเนี่ยจ้ะโบราณนั่นก่อสร้างโกวัดดำใบศาสนาเนี่ยดำใบรีดรบกวัดก็เป็นใต้มนต์นั่งทั่วบ้านปนนั่งตาพระองค์กึดทาวิมีการลำบากอย่างไม่เนี่ยพระองค์นั่งได้ทรวบเทือกาจู่ๆภาษาพระองค์นั่งดังเต មុននឹងគេកាត់ថ្មមកគេគិតរួចស្រេចថាថ្មហ្នឹងត្រូវដាក់នៅកន្លែងណាចាតែដល់ពេលដែលគេយកទៅដាប់ណែដាប់ទៅគឺវាបាត់អាស្លាកស្នាមដែលគេទៅសេពីពាក្យពលឹងហ្នឹងយើងមើលឃើញទេណែប៉ុន្តែបើនៅខាងក្រោមក្នុងគ្រឹះដែលគេមិនត្រូវការទៅជ្រុងទៅដាប់វាហ្នឹងវានៅសល់ស្លាកស្នាមហ្នឹងនៅសល់អាក់ដែលគេកំណត់ថាត្រង់ថ្មនេះ ត្រូវដាក់កន្លែងនេះត្រង់កន្លែងនេះណាហើយពេលដែលគេធ្វើហើយបានគេដាក់វាហើយបានគេដាប់ក្បាច់អញ្ចឹងហើយយើងអត់ដឹងអីទាំងអស់ណាអញ្ចឹងមុននឹងបង្កើតអ្វីបានមួយហ្នឹងទោះបីយើងឃើញថាវាមានអាយុកាលច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែវាជាតម្លៃចាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានស្រាប់ហើយគឺមានខ្មែរ Architecture Tour ដែលភាគច្រើនគឺបរទេសគាត់ជិះស៊ីក្លូណាគាត់មើលដើរមើលប្រទេសកប៉ុនទំនើបនៅក្នុងទីក្រុងចាភ្នំពេញចុះហេតុអីបានខ្មែរយើងនេះមើលមិនឃើញពីតម្លៃនឹងសោះអញ្ចឹងហេតុអីបានបរទេសគេសុកចិត្តជិះកប៉ាល់ហោះមកហើយគេមកជិះស៊ីក្លូទៀតហ៎គេមិនជិះឡានទេណាចាអញ្ចឹងសូមភ្ញាក់ស្មារតីឡើង ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងមិនអាចទៅត្រួតត្រងបានទេណាតើតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើតែខ្មែរទាំងអស់គ្នាពីព្រោះទាំងអស់នេះគឺជាតម្លៃដែលយើងមិនបាច់ទៅឲ្យកើតផ្សែងកើតភ្លើងណាឬក៏ទៅខួងដីអីទេដើម្បីយករ៉ែហ្នឹងមកប្រើទេណាឲ្យតែថែរក្សាបេតិកភណ្ឌហ្នឹងបានគឺយើងមានលុយហូរចូលរហូតចាណា ហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថា
away đại dương ban từ bây giờ cam đại dương ban từ bờ tây nhật bản nắng cứ dương ban thiên sô tha ca đại ao đầm lầy pi bờ tây cập hòn nắng cứ sầm khăn bằng phớt nấy cứ nơi này à gì dương một asian modernize nè một modernity pi pru cày sừng kềm máu dương khơi tha bờ tây chiết dương lịch lâu nè chiêm bờ tây nơi chật khang dương chả hơi thêm đằng kia vô cùng rú nè bờ tây dương tiết vô tới phơ ca áp bị bọt bờ tây bọt còn à với đây phơ ao dương à vô bị đầm lại nắng cứ bẹ còn từ nắng cá ao rùng chả ao rùng nơi bờ tây chụp bòn nắng lại khi nhom bằng hai nhom pí xả lá bạch thâm sắc xa nắng cứ pe đại côn sơ nắng trở từ riêng anh ông bị chia lấy cứ quan chung quan trọng tơi tệ, chả quan sờ lá nắng nè, nè, ní trong ban chuột nỉ dây cho mùi nắng lục nỉ dụa sờ lá, chả trong mình mèn thắt trong bằng hai nắng vì ở miền này ấy tẹt tròn thế miền này thà kê con không may thế nè phần tai kê áo đầm lái bên tay cặp hòn bảo kê chà kê ruột nơi kê riêng sốt kê thông thoát nơi tí nâng kê miên mất phép về đại kê chanh bí xà lá nâng cứ kê dùng mà kê nức xà lại nâng nà chà kê nức cru bọc kê nà bí phố đôi cru xa chẳng bí phố mà thân nạc cứ miên xà mà chật tình nế chân nị dây ca không nị khê nâng cứ tha viêm miên phiếp chất xà nạc chiêng sơ để miên tràn chẳng hai bàn quan chủ mối nâng cao áp dụng này, dương sắc xám pi cái hai tha thứ sự đại bát, trà tháp bảy cắn, trà dương sắc xám pi phiệp rừng muống, cứ bị chạy cái tết này ca sang sóng, đấy, dương sắc xám pi ca sắc xa pi rộp biếp biếp trong cống, trà rộp biếp thơ cùng rung plong cống nấy thơ dạng mày, hơi dương trời thưa ca thay đại xa hơi pra ở kia nâng làng vĩnh miền tập bò tê thế đôi FCC nè đôi ấy kế exchange score exchange nhá nâng khám chương vọt nóng chà mến khám máy nè bò tê kê chua chua nè kê chua thưa tê nè chà bần tay dương ọt kê tê dương lần đi vô ngay nâng cứ vãi chào ở hai mục mà đông mà bẹt cả là máy chà chết ói ở kia nhưng chinh ta sầm lăng phù ở lấy nâng kì xong ở kia cuốc bố ở chân ở kia môn nâng kì vài cháo đó nè chà kì cực tháng spè viên bà ạc kroan khắp bất kì dô màu thơ nè chia phô chì nìa than chà nhưng mà mình chăm đấy ở kia muối nì đẹp ôn bì rãng quạt bàn nòm tật đáy hay ở kia nâng cư nhóm thuốc tơ sơ về chứ mà bàn bằng hai nâng nâng nè chả lời nâng kê ở kia nâng bờ tam bờ ra chân là sầm quan tới viêm biên lủng nóm đôi chì cắt chân khá chả hai kia lời nâng kê ba tới chì phô chì này thàn tới chì lập biệt pop tới chì rock nấy biên khóc tay mình chọn tì cào chọn lờ thứ hai đấy ban kê thuộc cả kê bằng cá chia rồi bò đấy đòi bưng bãi lơ sầm nóng bên tây cập hòn nè chả chà, kia nâng cứ trong thọp ở sơ vế ao y lục ai đâm phương sập hoàn chà, để quạt kì ao y quạt thư renovation tới một nâng renovation nâng cứ dương thở sầm rõng lòng nâng lại chà, lỡ cái pra mau sắp ngay nâng hay kì miên cài con khá đập bây pra vì miên pha sọc cục hiểm chà chân dương bàn tay chụp bòn nắng hay nâng tay cổ rễ dương sặc xa tha ta kí áp rẻ anh kia bật cái phòn kế hay viêm miên nằm lại chẳng mấy sầm rập bật cái chiếc kế này bộ vật sát chà nếu nằm lại này bập thò chà bị pro dương mơ bật tay dương rồi còn bật tay chụp bòn nắng đại nhân bàn bằng hai cạnh này mấy nhứ cứ kí vô sa lập bạ nếu bập thò bảo kế mau bình châu nơi không à kia bao kê nè, chẳng nghe ban chôn chết cái pra tới, bia xong sọc nâng lẹ khăn bao kê, là dưng khơi nhà kia thay nè,
ียบได้กระจอกจากจานจ้อนนะใจตาโอ้มันเนี่ยเอาเดินสถาปัตยกรรมนั่นคือเพียบสมัยสมัยดำบงพอดนั่นคืออาเกียกับปอปอกันจากจองบานอาเกียโดยในนิวยอร์กจองบานอาเกียโดยในโตเกียวจากปันใต้ให้ไอ้บ้านยืมมันกระทาเยอะเหมือนจำใบไอ้ตะปลาดอลปนนังเต้เนี่ยจ้ะมันตอนจำใบซะแล้วอย่างเกียร์ปุ๊บปุ๊บกระทาการปลาปลาเกียร์นั่งตำรวจการการปลาปลานั่งยืมปลาปลาก็กรอนอ่ะการเปิดเนื้อซอลแต่งอ่อนเนี่ยมีนตาผัดแต่มันคลาดได้แต่เกย์มารวมเนื้อและขนาดกิจจูลเนี่ยเนื้อมาหลอกบังเกงกองไอ้สตบอตีแต่กัดจูลเนื้อเนี่ยปนได้ยังมือคำโกยจุงกะจวนคลังคือเราตุ่มเนยมีเนี่ยนาปลาดิจ้าผู้ยังขมายังตุ่มหลบตุ่มปลาเนี่ยกระปุกเป้เนี่ยปอบ้าจ้าจ้าไอ้บอดมีจะด่าจนกว่าจังลายดิเนี่ยจ้าจังยังยังเถอะรวมสหการคณิตถัดตายังเต้เพื่อยังโดนใดเนี่ยจ้าบันดำเราบอหลุดตาคือกัดจังเอาอยู่ไว้ขมายจากปีแรกเนี่ยได้เรียนจำเนียงสถาปัตยกรรมนี่เอาไอ้ดำไล่สถาปัตยกรรมครูนไอ้กลมอ้อยดำไล่สถาปัตยกรรมแดนวังโจปิดบอร์เตจ่าจ่าสมอกกลในซามาวเรียงจานในภายในสมนุบาลคลายในใจสมอกแต่จมจังนะแต่สาวจังได้ในจมฟื้นบังฮางนู่ไว้ไว้ในยุคบานฟื้นจับที่วิมินไอเกิดมาว่าปัญหาอย่างพวกรู้สึกเป็นเทรีคือท่าจำพระเราอารมณ์เราบอกเยอะท่าแต่ยังมีจังได้หล่อได้ปอดเต็มเอาแต่ละอันกินเพย์จนนู้ยืมถ้าไปยืมมันพร้อมจับอารมณ์เต็มวีนึงเราเรียนมวยมวยแต่ออกเต้าอาศัยในที่ตัดสายกบขี้สกลุกลุกยืมเมื่อผมพลายจะหลอกเต้าฉะนั้นจะมาในจินหอบพวกยำแต่หนึ่งมืออดที่หอถ้าสกีนั่งกินเถื่อยอย่างไม่กิไทยรสาอย่างนักกิสัยอย่างไรไอ้กิตรสาตัวตัวสกวนเราสมเดียถ้าเบียนบับทัวประพัดรสาลุจีประสาทสายจังเวียเชียงบัวปอนเนื้อขนมใจเย็นอ่อนไทยรสาเหมือนปานต่างออกทองตอนใต้มันเบียนเบียนอ่ะสมัยน้อยนะเมื่อสมัยประตอประตอประเทียดอันนี้เชี่ยดำน้ำชีวิตในประเทศจีนเราไปยืนเอาไปยืนตักบาตรเถอะเลี้ยเถอะนะขนมมาเพย์สารพัดชามเถอะย้อนบินอาสาตบวนนั้นวิรุณยอดเตวินาดิตาเอายังดังหรือแก้วหรือกุลในระบายเยอะอย่างนั้นจะมาท่าจ้องจำนับอารมณ์ท่าบทที่กี่จับอารมณ์ฉันที่เอาทำไรมาเยอะแต่ครูนเยอะเนี่ยแต่ยืมจับอารมณ์ที่ยืมเมียนกาจ้องไทยรัสซาปฏิกพรนั่งตัวตีนั่งใดนี้ใดท่าเวทีปีนี้คือท่ายืมจับนี่ยี่เรื่องนั้นไทยมีองค์การรบอันตรายชีวิตได้กี่ทัวร์นึกได้โคบมโมนึกจะองค์การมวยกล่าวรัฐบาลไทยได้ในหนังบาร์ไอคิมีนปฏิมุ่ยมวยคิมีนสมาชิกรบกี้กรมโลกโคบมโมกัมพูชาญี่ปุ่นเกาหลีไทยยังได้ไอคิมีนประดมเรียกทัวร์จีโลกโคบมโมอินเตอร์เนชั่นแนลยังโจรมชุบมวยกี้อัปมาอย่างยังเหมือนตอนการที่ยุคการุตอมีสมาชิกตอมีเนี่ยคอนโทรลตอเราเห็นใส่ต้องออกคะแนนเยอะเลยต้องออกคะแนนต้องเจ็ดจัลลนามุ้ยด้วยคำท่าปีการไอเกลี่ยหายเกลี่ยมีจัลลนามุ้ยรีบจอมแล้วเท่าที่ยุคการจัลลนามุ้ยได้นำไปนำไทยรัสซาประเทศกับพอนั้นไทยรัสซาปะร้ายยังอาชีพยังตัวเธอเจ้าทำไมยังทุนเตอร์สระได้ไหมคนไทยอาจจะก็ยังจงร่วมขนมโอกาสไทยรัสซานี่อันใดในทางยืนนั้นมุกจังเนี่ยเนื้อสมาร์ทได้ออกไปยืนนั้นออกไปเรื่องเอาไว้เอาไว้แต่ยืนเบียนหายหายยืนมันบางกึศเนี้ยหรือมวยแม่แม่กึศแต่รีคลุ้นมันบางจุ่มเนี้ยแบบไปนั่งกึศคู่ออกไปเรื่องนั้นนั่งได้ที่ตัดที่นับบอสได้ยืนจับหายยังไงก่อนคืนหายก็เขียวบางหายยังคืนหายกึศเฉยคืนจับถึงนั่งยังไงไอ้วางนั่นเนี่ยหรือพวกยืมตราทัวร์ยังขนมกาไทยรัสเนี่ยสกุลเทนิคก็มีการไปสอบขนมกาจูจูประสาทโบราณที่สมองอัด
ជួចជុលប្រាសាទបុរាណវាផ្សេងជួចជុលពួកវាដូចជាប្រាសាទហើយវាជាបុជនីយដ្ឋានយើងថែរក្សាទុកអានោះតែក៏ប៉ុន្តែផ្ទះសម័យមិនមែនថែរក្សាឲ្យនៅតដែលទេយើងថែរក្សានៅរចនាបថនៅត្រង់ទ្រីនៅស្ថាបត្យកម្មប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ការក្នុងវាអាចបដូរនៅយើងគេប្រើពាក្យ ຢູ່ປາປາຢ່າງເບິ່ງຈິລົມເລົ່າທານໄປໃສ່ອາຍແກ່ໄຊໄດ້ໄປໃນບ້ານລຸຍໄທລະສານເອົາໂຕຊິຜູ້ຈະໄດ້ທານໂຕຈະໃສ່ຕາຍຶງເລົ່າຕົມລົມສະຖາບະຍະກຳນັ້ນເນື້ອຕາແດ່ບ້ານແມ່ນໃດອ້ອຍໄທຕ້ອງອ້ອງນັ້ນເອີມັນບ້ານລຸຍນາຕໍ່ໄທບ້ານຕໍ່ຊື່ອີ່ຊິມັນແມ່ນຈັ່ງໃດຄົກນີ້ນະຄົກນີ້ລຸຍໄຂໃດກາສາເລີຍຊົມມາປະຈອບປານນັ້ນຍືງໃຫ້ຕໍ່
But soon, cool to wait, bump on the off the one to room. Lum puts a pack is the party car that me brought his out to say it in option. Look at the two cards with both taking with motion and die. Miss Note P, the more tongues to Miss Zulu and P, Ochil Gucci and Hang and P to law payments. The German to law ball of Tavan we want. No card got a two from Rome. The by Yuma Saksa, Tar, got two jet food or eleven. The crew got a bone, the panchai, got promoted on your ground, but got up down from Rome with Moyden. I can put some dirty pee in chunk behind pieces of long, the nerve, come on, young, good genet, like a line, you can't be a pot, look at a tavern, we want a mean panya, but yet Munda, odd mean a book, the one guru, pride and canoe, the man, much more dark, a man, my jacket, like top map, like a hung. The sign him, get a human, and bite Jim, and jump down, and be running tea.បាទខ្ញុំប្រាប់វិញថានេះខ្ញុំធ្វើដោយសារអីវាជាសម្បត្តិពិភពលោកហើយជាគាត់ជាមនុស្សដែលពិភពលោកទូស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំជាស្ថាបត្យករខ្ញុំអត់ដឹងរឿងច្បាស់ខ្ញុំត្រូវតែរកប្រភពឲ្យច្បាស់តែម្នាក់ឯងមានសំណាងទទួលនៅផ្ទះរបស់គាត់ធ្វើជាកន្លែងសូរូមធ្វើជាអីហេតុអីក៏ដែរអត់មានមោទនភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលឆ្ងល់ប៉ុន្តែបានយល់គ្នាហើយចំពោះផ្ទះដែលសំណង់ទំនើបហើយគេឃើញឲ្យខ្ញុំជួបផ្ទាល់ជាមួយខ្លៃអិនមកចំនួនគាត់ភិកច្រើនសំឡងចាស់ចាស់ទំនើបនឹងម្ចាស់ភិកច្រើនជាអុកញ៉ាហើយជាត្រាក់ដឹកនាំមួយចំនួនអញ្ចឹងពិបាកមែនតើជំរឿនមាន12ទី1គាត់ចង់លក់វាយចោលហើយមួយទៀតគាត់ក៏ថាຕົកទៅស្អីបពុះអស់ហើយបើគាត់ជួចជុលចង់ឯណាបាក់ទៅណាទូគាត់ទៅហើយខ្ញុំជួបតលអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ដែរថាបើខ្ញុំបើហោខ្ញុំជាស្ថាបត្យករសម្រាប់ក្មេងជំនាន់នេះឲ្យខ្ញុំវាយអាគារសម័យចាស់ចោលជាផ្ទះអាគាររបស់លោកតាវ៉ាន់វិវ៉ាន់ខ្ញុំអត់ធ្វើទេខ្ញុំសេចក្ដីអត់បាយហូបបាទអរគុណបាទខ្ញុំឆ្លើយសំណួរទី1ដូចជាសួរឆ្លើយព្រោះខ្ញុំធ្វើការជាមួយលោកវិវ៉ាន់ដូចខ្ញុំបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងឯងគាត់ធ្វើគាត់ជា leader របស់គេកាលណាក្នុងដូចជាធ្វើ start ធ្វើមុនមកហ្នឹងគាត់ធ្វើនៅក្នុងក្រសួងពូជារបស់រដ្ឋាភិបាលគេធ្វើនៅក្រសួងសាធារណការគាត់មានអាចតិចផ្សេងៗទៀតមានពូសហការីអីគាត់ធ្វើយ៉ាងទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើនៅក្រសួងមួយគាត់ទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើនៅកាបិណេត private របស់គាត់នៅផ្លូវនេះហ្នឹងហើយជ័យម៉ាទីន7ពីដើមនៅជាមួយទេហ្នឹងហើយហើយពូដឹងទេថាអត្តជីរបស់គាត់នឹងស្អីគឺជាការ៉ាស់ឡានគាត់ហើយផ្ទះនឹងជាផ្ទះរបស់ក្រសួងរៃសាធារណការគេឲ្យគាត់នៅមើលវិញតែនៅនៅពួនវិញគាត់នៅវិញមានការ៉ាស់ឡានមួយហើយគាត់ជប់ឡានគេទៅយកការ៉ាស់ឡាននឹងធ្វើកាប៊ីណេណាហើយគ្នាគាត់មាន4 5នាក់ដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងណាហើយនឹងមានដេស៊ីណាទ័រគឺថាពួកកូនចៅគាត់ចាស់នៅត្រាវូនគឺណាយើងមានការដែលធ្វើប្រចាំការពីរបីនាក់ទេក្រៅប៉ុណ្ណឹងគឺហើយគេមកជួយចប់គម្រោងទៅប្រហែលខែអីចឹងទៅធ្វើការរាល់ល្ងាចរាល់យប់អីចឹងហើយសាមអាទិត្យនេះក្រៅមកធ្វើការគាត់មាននេះមួយដែលជាចរិតនៃមនុស្សដែលខ្ញុំគោរពជាឧបជារបស់ខ្ញុំហ្នឹងនិយាយឲ្យច្បាស់ទៅគឺថាគាត់យកករណីកិច្ចរបស់គាត់ជារៀមច្បងនឹងធំនោះអប់រំអាចតែក្មេងពីព្រោះបើយើងមើលនៅក្នុងវិន័យសិលក្រមរបស់ស្ថាបត្យកម្មគឺច្បាប់កកគឺចាក់បងទៅរៀនបងៗ
khiom tờ lọc mau bị sọc xa phép xa viên với ngắn còn vô CV khiom tờ mơ lại ồ khiom riêng bà cái lấy mùi đi prôn cả hôm ấy nhớ nè chẳng vậy thôi mình uống đến ra bờ mình dễ mình đăng ấy quật vô tờ mơ hỏi cả thà à bạn khơi nhá hỏi người ta ấy forget it plết với chào đâu quật bằng riêng thử cả ra dư riêng đầm bây chậm này đăng đầm bây vô xa nhà bát xe ra quật mơ bằng riêng thử cả này ảnh ít đây chia quật trong thời gian mà quật còn ai bà khái mà khai tiếng nó kia kết tập đi bọc ở dưỡng cụ hồn kia chạp hỏi bàn lối lắm mà nhắc này để quật đây quật trên à phê quật nó bằng riêng hay là biết quật thôi cá chẳng quật bàn tự tu lâu nâu của mong vì tự thê chút nam mùi mốc và ngày nó quật tự tu lâu mà là nghĩa chẳng chân bị thê khá mà chụp kia nó không ra nó ngay là nè lại miền cây cà thamay vì đá bọt mình tự xây program ấy mà anh ấy vì thật lưu cả đám sẽ là khía nè nâng hai kì tục chất quát vô mà hỏi quát được hạt thì nếu kia kháng SKD thư xây chăng tâm ở cái thà này kì chăng thư chê 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 mình cũng đủ kì chê 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 quát dây phèm chẳng ôi cái thà kết tâm nè nè quát kết khuôn quát đây nè quát kết khuôn quát thấy ôi quát ai chấm nâng kết tâm ôi chấm có kết tâm dương thư ca sẵn ra chơi dương cú dương viên dương thầm ước đây vừa ấy cháu kháng quát quát thư khuôn quát thôi bạn phải hai chia một phần màn tư nhân tư có thể là vô một mưu nữa thưa bạn ấy khá hai rồi đấy mà chúng ta đi chơi 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 bây giờ có chẳng tư à chẳng có bây giờ không mà đòi với nhá có thưa bạn ấy khá hai mà tôi có sở hợp cái không niêm có chưa tập trống ấy mà chắc nó có thể là sở ra chết rồi à ní nè dừng chơi vô tạm chung tư à ní vô tạm thì ai nhà đi chơi tới dương một cái hai cú to thì thiết tư ní ở đây ca đây thà mình bên à ta nó mắt tôi chia nấu khăn cabinet là bao quát cả đó còn mình bên ai còn nó mặt tê cứ thay quạt tốc tu này thì ở dương này nè thôi cá nó mình còn là nè si bạc khai đấy bây giờ vậy si chân nôn quạt tê cứ thay chia ôn muối để quạt trời bạc khát bằng riêng áo che đăng ruồn ở khu này có thay tích tế đó khu thế ta dạ chỉ thấy trong thời ông rung ở khu đốt sát che hà ở khu này mình nơi bầm rai khi mà chỉ vấn đề rồi anh nâng ngay đây kì cái chỉ riêng cho bọn cái chậm mai bên bên lia lui cả là bỏ kế đã bay nó ngọc rụng dương anh nó đã chung khổ rụng qua rồi nó lâu mình bên của anh ta rất là xong bạc trông cho mùi dương ông bà dì đây nè về khó khăn này lại nè nâng đây hai mùi tiết là khả năng bỏ quát được chậm khơi nhưng miễn engineer mùi chỉ bốn thay là bỏ quát và tới ông bè nó cứ tha xảy tiền lai cả đau dương kết bị đau trâu kết tha sai chia rồi bao nhiêu nâng ta sầm nè nè sao bật ra đây nhà bị xóa khó khi giờ thưa can can chúng cá đây để dương thưa đặt nhà sẽ tới chứ kết cu khi hai cu phong chạy nhà đi do tại anh sẽ do cái câu đi dài thôi đã thưa can tới anh nó cho ta nó thay na nó sai chẳng anh ấy nghĩa chưa khi được anh tới anh sẽ nhớ nó chưa được cái đâu hay nó ăn chậm hơn đi mà tới tới sạc cá chỉ một nĩa là bay nó thưa ở mỗi thà sau đây mỗi đại chia được bao các vị đế tập học này thế này chưa này ai nâng hai đại chia là tiền mỗi đại ca thưa xây lắm còn su engineer bị đang bị ti xây xây chẳng tới hai dương thưa tới khi mưa bả đá đó đó chân tới khi tôi cả khi tôi chào bay bay từ rồi tiết cái này nâng đại chia vị thiên ca đây quạt thưa mà hai hai xây là tất tất mưa sang chia tập học này rồi tôi cũng sau khi thà riêng thì những cái chết rồi mới là hàng sản bia sản chẳng như tới một cái mới tới một cái anh còn phục quân ở ao khiom này về về phản ứng là phục quân về lại thứ công xây ở mà anh thấy rằng là còn mình xây bên phía trên thì anh từ mới sáng chia sáng ấy nữa còn tới mặt thầm mặt cao thầm mặt cao còn tới thông thông tại chia đi ai là chia cứ khiom từ mới đâu là ngày đi đây rương đây còn thôi cả đây để quạt thui cá chùm muối nâng ở đây nè sakari ổn đó nâng để dưỡng hơi để dưỡng miên mua thần đi đôi cả lái khác trong tha khi ôm nè cua nó quạt bọc cua trong sông tại đại mộc á để khắc sai khác đây để trong đại chùa khi ôm nè không cá bị này quá nữa rồi giờ thứ rồi hai quạt mưa rồi đại bà chẳng thể ai cả lái khác cứ tha dưỡng thui chùm đất chùm muối quạt nó do bọc trộn nó được trong dây mắt cái lái khác quạt bọc cua lại thấy các quạt mưa còn đại dưỡng thui dưỡng đăng tự đau rồi bọc quạt ai rồi bỏ mình chưa mai để quạt prai ai cứ một đôi lối rồi có bị gì bọc lực tầm ở tăng về đây xin là tớ tớ miên
thay bong sheet đó bong một đồ nó đơn đơn tập hình luôn khi biết khu ấy chênh bị kéo lưng có bị gì đấy có thả nó được ấy nó nghe có bây giờ kết chớ đâu chứ có áo khi kết hai xe thì hai proportion mà bao khi mà lưng có bị gì còn vô ergonomy cái thằng tầm hôm nay mình nước này cười chân của bố bà mang cây tay tạp bà mang xây bà mang tạp bố bà mang xây bà mang dương năng ở hai vô bà 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 xăm hoa hai bà trâu nâng mà nước bà 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 điền tầng hai nè lơ công việc gì nè dạng mà dạng mạch mình này anh ấy để có tầm mua vậy anh em lại khác không mà dễ gặp lại đấy nhé lại đấy ta thả cái bên dạng hai quát một đôi lơ công việc gì nè dạng mạch một đôi lơ bạc quát cứ lơ công việc gì đưa máy vào xịt pi mất pi tắt của mũi thằng anh ấy mình dạng công việc gì mình được bọn nông con nâng mà mất phải sắp được tay dạng tới rồi tầm bố đi anh còn cho mà chạy chụp tới ta chơi mà mất mà tắt bay phẳng anh nó chơi một đứa là bao quát là hậu đó mày trầy mày nó mày đi đây họ mày trầy rồi nè không lên tới bay dòng thì mày nè hãy tăng bị cứ lang này có thở một đứa lo này mày thở có bao nhiêu anh duy nhớ bảo ba cao cứ lấy đạn bay mày đọc bay ở ba đây đọc bay vậy anh trong số qua là bằng áo rồi giờ mày tới rồi anh nó không cứ bị anh mưa cứ bị phong xong nếu kháng lưu nó ăn cái mưa khơi có thả tục ai ai cái ô lô cái sao chứ tật khai cái tục sao rồi cái cọp bọc nếu biết ai cái ô lô nó chậm vậy vậy gặp lại bà anh ta chỉ cả bên chân này ấy cái đó bà con bỏ mà ta cứ thả chi một đôi lô là có bây giờ anh nó sầm nô thì mui này bởi cả cái này làm bây giờ phô thọ kia nó dồn đâu đầm na đầy thứ con sấp thì mui này nó đã chạm thừa đang chân á TP sẽ được về nhé, không chăm sóc nó thêm TP em chăng chăng bật chạy ra thơm mất tầm bây ở dưới bổng bóng khí tầm bây càng kia chăng anh nâng chăng này, ông đại anh JP ọc nha, JP xoay đưa được chăm dễ dàng à xoay đó à lê trò áp bố phụng bình nha xoay sọc mai lôi à cà sở nô nó lôi cái này tại mình đang lừa nông ông đại anh JP nó vừa đôi chạy khía đi bật anh dưỡng này dưỡng chìa sạp bật nhạc có dương thật ra rúa đấy bởi ọt mình lôi rúa còn cao đó nè đấy là mình nói bên tay cùng kết tay bị lôi rúa và sọc sạt nó hương sầm khăn cái lấy nắng đi chứ mình bốc của lực cho môi khmer nếu áp sở ra thử dân cho môi thư ca cho môi trong ban phẩm án cho năm ấy nắng xong trên tổ xí kéo nó thư ca chơi kéo private nó biết đấy tớ đâu cũng mau thư ca nó phụng vinh cho môi nâng developer kia đó nè xong cái giờ lúc em chơi kia ôi plong đây mà khả niệm cú tớ đang đã nãy cầm liên bảo mang đã xuống cho ba ôi miếng cho chân chỗ bọn ấy cho làm do tao mình chắc kia mới cái sân đây rồi ôi cứ mỗi anh đang mà bắt cái rễ thay bảo mang đấy đây rồi anh thật thưa xuống cho ba bọn vô cho chân chỗ đây đặt từ riêng ở ban cho ra bọn thoát đâu à đây này apartment bị lũ apartment mới lũ bảo mang mơ nó chẳng ไอ้พวกนู้นก็ยังไอ้อะไรไปเชียร์จังคอมเมเดียนมาไอ้เธอกาประมาณสามนักบัญชาไอ้อะไรไปเธอตามจังนั้นฮะไอ้บอกไอ้เธอจูดไปสิเธอมวยมาคู่เราบ้านนะยังมาจูดอะไรสักใจจังนะไอ้ถั่วมันปลาเราชุบเธอเราเติมเธอกาบุญยมอัพสารบุญเติมฮะหลังเอารีบจังเอายืมเมียน nếu không chặt được bà dương dương lưới dương trong ba mà ta mẹ khơi ta lấy này hỏi cháu nó bình lưng á bình lưng dương dương cháu nó dương tập bạn dương lưới cá đấy bình lưới dương tới cá ớt tới cá ngô mà nó về tới cá này ta hồi miên chồng nâng tivi đường hai đường sọc sàn chớ ban giờ buộc khiom tập pin đẹp khiom kia cô chơi nè niệm sa sa cha mau nó được bạn tàu chụp quân tàu cái đấy chụp quân kia trong một chuyện ở cả sắp xài đọc bộ phụ dư mình ai phụ ở vậy thôi mình ai đấy kìa hào chờ là ná với ông ta mình ai nhỉ cái này chờ là ná và tơ tự bọc đi hãy dư sắp xài tự tạm và dư chắp đá môn đồ bốn xây niên gần nâu xà là nó tôn xà môn bốn còn ốc rùm xa rồi bọc quạt khi ông ọt miên xà là ha phải nhìn thiên tiên là nó chuyện vệ tỷ ca niên niên lắm phải dô lưu trong tờ architect and architect នឹង យល់ ហើយ នឹង អាចត់ នឹង ទៅ ធ្វើ ការ ងារ របស់ គាត់ ក្នុង ពលឹង គាត់ នឹង ហើយ គាត់ ផ្សព្វ ផ្សាយ តប ទៅ ទៅ យើង នឹង បើ សិន ជា បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា បងប្អូន បែប ទាំង អស់ នេះ ឲ្យ តែ មាន ភាព នៃ ស្វ័យ ចិត្ត នឹង ធ្វើ ទាំង អស់ នោះ ហើយ យើង នឹង អាច រួម រួម គ្នា ធ្វើ ជា អី ស្អី សេវា គុំ បែប នៃ គោលបំណង ហ្នឹង ដើម្បី ធ្វើ ការ ផ្សព្វ ផ្សាយ ជា សាធារណៈ ជា
expertise technique ang ni bong nang ko ta vi ai ke riek pi
phiệt kỳ đầy nhà giàu phiệt kỳ đầy 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 miền phong bây giờ cho không nắng nhưng ai chưa bán bơ expect tới những cái sàn đâu bán thế rồi cung tài đi mà bán đâu dù đâu bà buồn ngạc nhau rồi phải tháng ra cung tài máy cho lại hai biết ai bị chôm nó cung tài là thiết ai dùng sọc chất đại chính ai đọc thăm bán lục đọc sài rồi lại tên là tên là hai bước sân chứ ai thư bán nếu mà nó bị lôi về điện lời càng na đấy anh em chẳng xây lối đó bây giờ cửa bán này kết cu nữa tao nè mình thấy ở đây nghề đi nó bây giờ ai chỉ biết rồi mà nè nó dương khi mà xong khi chẳng ta ai chui bà này nó thư anh em ở đây thay dương thư và toàn tự dương tới chia ông ca mùi tới chia đồ cô mà mô cặp chia đây chẳng tao ai nắng ban dương ai từ xong chúng nuôi pi dương châu tới đồ cô mà mô international rồi đấy dùng xong expertise cái bàn cái anh một chui tay bàn chân hay bị dương tự anh dương nó xong cái anh ấy bị chui anh cái thằng đi hồ si không nó ngồi anh thưa bên tay cầm đắng cái đấy là nó ca đi anh nó mà tha ca để dương sao mà chỉ kia thôi vậy cho nó nằm mũi dương chỉ cầm lăng mũi dương tên gì dây xong chụp nuôi pi ông ca nia nia ôi kì ai chui ôi kì một chui vì đi chai sấy nó vì ai tới bàn cái đấy vì pro chúng thì dây chụp hiện tích tới video đâu có không còn đang tập tự lực tìm mũi nên người dạng này ở score say đồ cô một môn mà đang ra say bóc ra được phía sau con hay bị mệt nên là phía sau cắt chia phía sau lấy tiền cái cả na cái rước à kia đồ cô một môn Campuchia nó kia rước luôn anh cái tờ sắc sai tới cái thà à kia na để miên nằm lay nếu không nó sao được thì mình phải để miên nằm lay tới tay thay là sáng dùng cho mình chỉ chết bao giờ hãy dùng nhà ở đâu cho bằng chi ông ta chết nâu tôi có một mô international lâu thì nâu nè thì spain thì bị ám sát tới cái đô là anh tiêu rồi cho nên bị ám sát cái đô mà đó tôi chẳng tự hãy nơi nó kia bị nứt cái bên xa ấy dương xa ra thôi mà khi cho thằng ở đây kia ở mưa đầm lây ta đầm lây và bà thua đầm lây bị chạy cái tê đầm lây bà bắt là xa xa ấy bị miên tê bởi vì miền cơ quan thật ra tay thay ra sao nâng kỳ chọc bằng chi ra bỏ đi khô mua thế nào cả nà miền cung rung trong tới bằng play trong tới sách dương nó về sẽ bá nè dương sẽ khả nông niêm chia ông ca dương mùi bằng chăng này nà dương thì vậy cái bằng môl mặt tệ mà hai chân ấy chui chẳng tới sập sạch cái này kì khả nông kì chui bằng rong ông ta đã chia cái này hay miền đại kì thamay thamay nè bật thật bạc kì mùi kì chọc thamay nè nâu Moscow ở đây nè tua ra tru bị đau nó xong tăng pi bốn bốn mỗi bà man khi mà chạm tới sam sập bay sam sập buồn đấy nó năm này là nó khang nè trong Moscow nó như thế quay về chào xây chỗ là đồ cô mô mô Soviet nó kê nó là nên thao với rằng mình bên chia đi tức lấy cái thao sầm bay nó mình nghe nó xong hoa mà nó được bị chạy tê đây thôi đó này và nó là xây sụp khô phơi thao ở nó thấy đô cô mô mô xa phép Sô Viết nó kì thuốc sắp sai to vai ấy chẳng hỏi đô cô mô mô international kì thuốc tiết à lâu nữa kì tha lô Putin cho lại một mình ai tục đào thay ra xa đâu nè, vì miên thầm lại chẳng hãy đô cái lấy khá ở đây à kia sầm mây khá để kì khương thầm lại mấy tên kì nè từ sông ở chỗ chia bà tên kì bọn bì phụ lô rồi bỏ ưu đi sâu xảy nghĩa nè đôi chia opera de Sydney nha opera de Sydney bắt con thay đấy men cô vợ nó tập xong con bố nói học tập chiến khi ông nơi điện lấy xong thế này bắt tay với tay chia bắt tay cặp con bị phục lúc đào xa để cô một môn nó chỉ đăng nơi thầm ngay sẽ tao nó kia đã điệp trong ấy cả xa sông tàu khang ở đây nè UNESCO ông tốc thay là xa chốt luôn một chi bắt tay con phục lúc kết bàn chân mỏ mình men châu ta nó bỏ vì bồ ran đôi cô vợ đôi nè bất tì ai đây soi phải là hiền đấy rồi bảo tham mấy cái châu bản này cái này anh đang ở đây kia ai chui khả năng là bây giờ thay là xa nâu kì hao bảo đây như là soi heritage patrimoine bất tì cả phuân sát tổ vót tì mà phải xem phuân tụm nương sát tổ vót tì mà phải cái này nông trường này nông trời về tất cả đâu đang này sông thay một tích chàng à với con đào ấy đại chia sầm bạt hạ sầm bạt đấy vì sao cứ vì sao ôn tạm đó đại chia mà cha đại luôn đại tì nồng bữa sân chia ôn trong luôn nơi buộc phải tạm ôn luôn nơi đào ấy sọc sờ bài cha pha sọc cục thiêm chân cứ ôn ấy nè
ដែលសានអ្នកក្រៅគាត់ចឹងទៅចឹងហើយបើ
ខ្ញុំគិតថាយើងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយសូមអរគុណអ្នកនឹងទី2សូមសូមតតតតកូនមកមកចង់និយាយថាបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំចាក់ឡើងទៅកូនមកមកបើសិនជាមានការសកម្មមួយទៅកូនមកមកហើយមានសកម្មក្នុងអាគីអសហ្នឹងក៏សកម្មនេះឲ្យលៀបពណ៌តើតើយើងអាចតើអាចសកម្មនេះបាននេះពោលដូចហ្នឹងនឹងលៀបពណ៌ទៅយើងមើលទៅស្អាតមែនទេព្រោះឯងនៅខាងក្នុងរឹងមកមែនទេយើងវាយយើវាយយូរបែកតាភ្លឺចឹងអាគីហ្នឹងមកមែនទេបាទថាខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំចង់សកម្មតើខ្ញុំត្រូវទៅតាក់តងខាងណាទៅបាទបងប្រុសសូមជម្រាបថាដោយគុំមុំនេះវាអត់ទាន់កើតនៅឡើយទេនិយាយពីការសោកទេសូមយើងអត់ទាន់មានទេហើយឥឡូវបាទយើងមកចង់ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីប្រមូលគ្នាតើបើបរទេសគេទទួលស្គាល់តម្លៃរបស់គេប្រប៉ុណ្ណឹងហើយគេការពិតនឹងគេត្រង់គេជំរុញឲ្យយើងទៅគេនាំដឹកយើងទៅគេបង្ហាញអញឃើញគេធ្វើចោលស្រុកគេយើងគិតយ៉ាងម៉េចអគេឲ្យតម្លៃរបស់មកយើងយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងឲ្យអត់ថែយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរពីរះនោះមកវិញបានខំផ្សព្វផ្សាយណាបើមានការស្ម័គ្រចិត្តស្អីទាំងអស់គ្នាបានច្រើនអានោះស្រួលហើយយើងទៅស្រងឈ្មោះណានាងតាក់តងគ្នាចឹងទៅហើយយើងប្រមូលគ្នាទៅបានទៅធ្វើចេញអានឹងមកអុយបានស្អីតទៅទៀតណាបើអត់ស្អនកើតផងយើងទៅឲ្យគ្នាធ្វើការអីទេគាត់ណាចាសូមអរគុណអ្នកមានទាំងពីរលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យហើយនឹងលោកអង្គខុនខុនទេហើយនឹងអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលនៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសក្រោយៗ